Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ tư quý vị ơi, 27 tháng 4. Bây giờ combo đầu tiên là combo là 294, 5 cây tổng hợp nha quý vị, 400k bao ship toàn quốc ha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Combo này có 5 cây, cái lon bò cụng là tỷ lệ nha quý vị. Rồi tôi quay cho quý vị coi từng cây nha. Đầu tiên là cây sâm núi trái nha quý vị, có trái luôn nè. Đó, cái siêu vàng xương đó nè. Cái này là hết hàng luôn rồi nha quý vị. Một cây. Gánh gánh nó đi mua về bán lại, nó mua một lần có vài cây vui chơi thôi. Cây số 2 nha. Chứ tôi đâu có bán có ba cái này. Bán thời gian đâu mà bán ba cái này, mà tại chia sẻ vui chơi thôi chứ. Đi lựa từ cây á, tiền xe ôm đồ ăn hết trơn rồi. Đi lần mua có 40-50 cây vậy. Ba là cái cây chạo Phúc Kiến nha quý vị. Đó. Về rồi bán rồi đóng gói rồi nó lâu mất thời gian. Chia sẻ đợt này nữa là chắc không có đi mua nữa nha quý vị. Ba cây. Cây số 4 cây này đẹp lắm nè nha. Cây một quế già lắm nha. Siêu mini luôn ha, cái dáng hơi đổ đổ xuống như nè. Đó. Già lắm á, thấy vậy chứ già lắm á, về vô cái chậu nhỏ là đẹp trai lắm á nha. Đó, rồi. 4 cây, cây cuối cùng là cây mực quế luôn. Đang ra bông quá trời luôn nha, bữa hổm tôi chừa lại để chơi mà nay thôi. Buồn buồn đưa lên bán luôn nha. Đó. Thấy chưa, bông nhóc hết trơn nè. Rồi hết luôn nha, cái loại này là không có còn nữa nha quý vị. Xuống luôn, 5 cây 4 xị. Bao ship luôn ha. Mua thì chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi xuống luôn.